tôi không biết trong tiếng Trung sẽ có những cách nói nào hãy cùng mình tìm hiểu nhé của Put tôi không biết câu này rất dễ rồi phải không Chắc là ai mới bắt đầu học tiếng Trung cũng biết câu này của bố thầy chinh chủ tôi không rõ lắm bạn có thể sử dụng câu nói này khi mình không biết về một thông tin nào đó mà người khác đang hỏi ví dụ bạn có biết đường đến thư viện không của bố tài chính chủ Tôi không rõ nữa. Sẽ đâu nào? Ai đâu mà biết, hoặc là ai mà biết được chứ. Câu này chúng ta sẽ dùng khi muốn nói rằng bản thân mình không biết và nghĩ rằng ai cũng không biết như mình vậy. Ví dụ, ngày mai có khi nào mưa không nhỉ? Sẽ chứ đâu nào, ai mà biết được chứ. 我哪知道? Làm sao mà tôi biết được? Câu này chúng ta sẽ thường dùng khi để trả lời Khi có cảm giác hơi khó chịu với câu hỏi mà người khác đặt ra Ví dụ có ai đó hỏi là sách của tôi ở đâu rồi nhỉ? Quấn hả chứ tỏ, làm sao mà tôi biết được? Bú tôi cũng không chắc nữa Chúng ta sẽ dùng câu này khi biết mình không dám chắc về một thông tin gì đó mà người khác đang muốn xác nhận lại Ví dụ, ngày mai cậu có tới được không? ủa bút chưa đấy. tôi cũng không chắc nữa. nán táo ủa là, tôi chịu đấy. khi bạn cảm thấy là người hỏi đặt ra một câu hỏi quá khó vượt ngoài tầm hiểu biết của bạn, ngoài khả năng của bạn, thì bạn có thể nói như vậy. ví dụ, trước gần nán táo ủa là, tôi chịu đấy. việc này quá là khó khăn đối với tôi. 我不知道 我不知道，我不知道的后面，我不太清楚，我不太清楚，我不太清楚的 k h ô n 谁知道呢？谁知道呢？ 谁知道呢？ai mà biết được chứ？我哪知道？我哪知道？我哪知道？làm sao mà tôi biết được？我不确定。我不确定。 ủ ừ, chưa định tôi cũng không chắc nữa nán táo của lạ nán táo của lạ nán táo, quả, lạ. tôi chịu đấy